Chào mọi người nha. Hôm nay 366 ngày hạnh phúc lại vào bếp nha mọi người. Thì hiện tại là mình sẽ làm một cái món ăn bình dân, cũng như là để cho mấy ông nhậu có thể nhậu được và mình cũng sẽ ăn cơm hàng ngày. Thì cái này là lòng bò xào, cái này là mình xào với nguyên liệu đó các bạn. Hành tây nè, lá lốt nè. Lá lốt thì nó ăn được cái mùi bò, nó đỡ hôi. Này dưa cần thì mình thiếu một tí xíu nữa là mình thiếu ớt Đà Lạt, nhưng mà cũng không cần cái ớt Đà Lạt, bạn nhà mình thì không ăn ớt Đà Lạt. Thì trong đó thì cái nguyên liệu mà hành này, tỏi này, để phi á, để khử á, cái mùi dầu cho nó thơm á, thì bắt buộc là phải có trong tất cả các món xào. Trong này thì mình ăn cay thì mình phải kèm theo ớt. Cái này nè mấy bạn, cái này là tổ ong. Tổ ong này là ăn nó da, nó giòn giòn rất là ngon. Khi mà mấy bạn mua lòng bò, mấy bạn mua cái loại này giòn rất là ngon. Thì này là bao tử, bao tử thì mình chỉ dùng một ít thôi mấy bạn, bao tử thì nó không có ngon lắm đâu. Còn cái này là cái lá sách này, cái này là một cái miếng to nha mấy bạn, miếng to trong con bò. Cái này là trong con bò nó là nhiều nhất nha mấy bạn. Thì hiện tại là mình phải thái mỏng ra hết, mình phải thái hết tất cả ra, mình thái vừa ăn vừa miệng, vừa miệng với gia đình mình. Con bò thì nó rất là dai. Là bây giờ mình xắt một ít tổ ong trong con bò, là cái này là ngon nhất. Đây mấy bạn, bây giờ là mình cho dầu nóng lên nha, chảo nóng lên. Chảo nóng lên thì mình cho ít dầu vào. Mình rửa tay luôn. Vì chảo này là chảo chống dính nên là không bị cháy khét. Mình cho hành vào. Đảo đi lên cho nó thơm. Cái đầu á hả, dầu với lại tỏi và hành á, nó được dậy mùi rồi các bạn. Mình nghe mà được mùi thơm, mà đừng có làm cho nó vàng quá, nó vàng quá thì cháy, thì nó cháy ăn không ngon, nó sẽ bị bệnh đó mà. Nên là mình không nên làm đồ ăn nó bị vàng quá, chỉ cần nó có mùi thôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho lòng vàng. Sau đó mình cho hành tây vào.
mình đảo một lúc là hành tây nó đổi màu. Hành tây thì ăn sống nó bị hăng đó bạn, các bạn phải làm cho hành tây nó chín đi. Mọi thứ nó đã điền rồi thì giờ mình tiếp tục cho cần vào. Cần nó rất là thơm, cần các bạn cắt nó dài dài một chút xíu cho nó dễ gấp. Mình cho ít lá lốt vào, lá lốt thì mình ăn rất là tốt các bạn, mình ăn nó trị được bệnh nên là nó khử được mùi khô mùi tanh nữa. Thơm lắm các bạn, cho lá lốt vào cái mùi lá lốt nó thơm lắm, sẽ át được cái mùi bò của cái lòng đi, không còn bị hôi nhiều nữa. Này mình đảo đều một lúc, thì lòng nó cũng chín rồi thì nó săn lại như thế này nè các bạn đó. Giờ nó thơm rồi nha các bạn, chín rồi, giờ nó cũng đã chín rồi thì bây giờ mình cho ra dĩa nha. Mình không nên xào lâu quá, mình cắt bớt mình cho dĩa. Thì lúc này cái hành nó không vừa chín tới đều nè, cái này nó không vừa chín đều, lá lốt thì nó không vừa chín tới luôn, nó không có nào nó bị mềm, thì mình cho ra dĩa. Đây mọi người, sau khi thành quả của mình nó cho ra dĩa thì nó sẽ như thế này, các bạn thấy không, nó rất là đẹp, đẹp mắt, nhìn hấp dẫn, làm cho mình muốn ăn và đói bụng quá ha. Cái này sao mà cho ra dĩa, mình cắt một ít ớt mình trang trí lên cho đẹp, mà ớt thì nó cũng có vị cay cho dùng cho những người ăn cay. Thứ hai mình phải rưới một ít tiêu lên cho nên nhìn cho nó đẹp và cũng như cho nó thơm hơn nha mấy bạn. Đồ ăn thì mấy bạn bắt buộc là phải có tiêu, vì sau khi là cho ra dĩa rồi thì mình phải xử thôi mấy bạn, mình phải chén thôi mấy bạn. Này là mình thử ha, mình thử ngon mấy bạn ơi, dai dai giòn giòn vị cay của tiêu nó rất là ngon các bạn, nhìn cực kỳ ngon luôn. Đây thì cái này thì mình có thể chấm với nước chấm tùy vùng miền. Nhà mình thì mình đâm tỏi, ớt và chỉ có mắm thôi. Thì cái này thì nói chung là nhậu thì tuyệt vời, đến cả tuyệt vời nữa các bạn. Thì cảm ơn mấy bạn nha, đã quan tâm và ủng hộ video bên mình. Thì nhờ có các bạn mình mới có động lực để vươn tới ngày hôm nay. Thì mình mong các bạn là vào xem, ủng hộ, like, đăng ký, subscribe cho mình nhiều vào, và chia sẻ cho bạn mình nhiều vào nha mấy bạn. Chia sẻ nhiều vào thì mình mới có động lực được, mình mới làm cho mấy bạn những cái món ngon, và mình sẽ giới thiệu cho bạn những cái nơi địa điểm ăn uống ngon nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh, ngon mà rẻ nữa nha mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn nhiều, chào tạm biệt mấy bạn, hẹn gặp mấy bạn trong cái video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn, bye bye.